Một lần nữa cảm ơn quý vị đang coi VIETV Network. Trở lại với bản tin Feature News ngày hôm nay. Một bản tin kế tiếp cũng ly kỳ không kém, đó là một khoa học gia Trung Hoa vừa bị kết án 10 năm tù vì tội ăn cắp hạt lúa giống loại mới của Hoa Kỳ đang còn ở trong thời gian nghiên cứu. Một khoa học gia Trung Quốc ngày hôm thứ Tư vừa qua đã bị một tòa án liên bang ở Mỹ tuyên án hơn 10 năm tù về tội ăn cắp các hạt lúa giống mới của một công ty của Hoa Kỳ. Khoa học gia có tên là Wing Quang Giảng, 51 tuổi, công dân Trung Hoa nhưng là thường trú nhân tại Mỹ. Vừa bị kết tội ngày 15 tháng 2, tội đồng lõa ăn cắp các bí mật thương mại, đồng lõa vận chuyển hàng ăn cắp xuyên bang. Vụ này xảy ra từ năm 2013. Khi đó, ông Giang còn là một chuyên gia gây giống lúa cho công ty Ventria Bioscience ở tại tiểu bang Kansas. Theo công tố viện, ông Giang ăn cắp hàng trăm hạt lúa giống mới đã được thay gen, đã nghiên cứu để đem về cất ở trong nhà của ông. Cái vấn đề nó trở thành quan trọng ở đây là bởi vì các hạt giống lúa mới này của Hoa Kỳ đang trong giai đoạn nghiên cứu về ứng dụng nghiên cứu về lĩnh vực y khoa. Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết thêm, công ty Ventria đã chi ra hàng triệu đô la, bỏ ra nhiều năm nghiên cứu để tạo ra cái hạt giống lúa mới này. Sau đó có những cái kỹ thuật riêng để thu lấy chất đạm, chất protein từ cây lúa để chế ra những sản phẩm khác có thể cứu mạng sống cho con người và sau đó mới đưa ra thị trường. Vẫn theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, công ty Ventria có phòng nghiên cứu được giữ gìn an ninh vô cùng cẩn mật, giới hạn mức ra vô và có một nhiệt độ điều hòa không khí tuyệt đối để giữ cho những hạt giống lúa này không có bị thui chột, không có bị hư đi. Cái vấn nạn này đó anh Vũ Kiểm không phải là lần đầu tiên đâu. Có nhiều lần rồi, Quang Trương làm tin thấy đó có một trường hợp là có một cái người cũng người Trung Hoa, người du khách Trung Hoa chạy ngang qua một cái ruộng bắp á, ở tại những cái xa lộ highway của Hoa Kỳ đó, xong rồi lén nhảy vô bẻ bắp. Bẻ bắp xong rồi dự định mang về để mà nghiên cứu cũng như lấy cái giống để mà trồng cái loại bắp của Hoa Kỳ. Và những người này cũng đã bị cái vụ đó lẻ lẻ và nhỏ thì không đáng kể. Chắc chắn là nhiều khi cũng không mang lọt ra phi trường tại vì cái bộ nông nghiệp họ kỹ lắm. Nhưng mà có những cái vụ lớn hơn nó gọi là cái điệp viên thương mại. Người khoa học gia Trung Hoa đã từng ăn cắp đột nhập vào máy điện toán của Bộ Quốc phòng, ăn cắp kỹ thuật của Bộ Quốc phòng chế tạo máy bay, ăn cắp kỹ thuật chế tạo Boeing của hãng Boeing vân vân. Và đó lý do tại sao Tổng thống Trump rất là cực lực lên án. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cái vụ động đất vừa mới xảy ra ở tại bên miền Nam California vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua có một trận động đất không mạnh lắm, khoảng chừng 5.3 độ Richter ở tại tiểu bang California, ở tại miền Nam Los Angeles. Thì cái trận động đất này như vậy cũng không có lớn, thành ra là cũng không có gì là đáng ngại cả. Tuy nhiên, có một cái sự kiện mà người ta đưa lên truyền hình để mà quan sát đó là cái reaction, tức là cái phản ứng của cái con chim đại bàng mà đầu trắng á. Cái con chim này là một cái con chim phải nói là cái hình ảnh đại diện cho Hoa Kỳ, phải anh Vũ Kiểm, nó rất là hùng mãnh, rất là dữ tợn. Thì ở tại một cái park có một cái máy quay phim, họ đặt đó để họ quay vào cái tổ của một con eagle này để họ quan sát xem nó cái cuộc sống như thế nào, nó chăm sóc con cái ra làm sao. Thì cái ngày hôm đó lại vô tình quay được cái cảnh là cái con chim bố đó, con chim bố trong cái lúc xảy ra cái vụ động đất nó lung chuyển cây cối khiến cho cái tổ của con chim này nó bị rung lắc rất là mạnh. Và cái phản ứng con chim bố này đó, nó làm mà người ta nghĩ ra cũng rất là hay. Tức là khi mà nó đứng đó, nó tính nó bảo vệ cho ba cái đứa con của nó, nhưng mà vì nó rung lắc nhiều quá thành ra con chim này nó bắt buộc nó phải bay lên. Đại khái nó cũng tính trong đầu nó, anh Vũ Kiểm, làm sao đó. Tại vì nếu nó đứng đó đó thì cái sức nặng của nó có thể khiến cho cái tổ bị rơi xuống. Thành ra nó bay bổng lên, nó đứng ngoài nó nhìn vô, nó quan sát một hồi, khi mà cái cường độ lắc của cái tổ, cái cây đó nó giảm bớt đó, thì bắt đầu nó mới đứng, nó mới đáp xuống và nó check trên ba cái con chim con của nó. Thành ra cái cảnh này đã được quay sống và được quan sát rất là kỹ để mà thấy rằng là cái con chim nó cũng có một cái khối óc thông minh của nó, để nó tính rằng là phải làm sao trong trường hợp mà thiên tai xảy ra như thế này. Phải nói là cũng đáng khâm phục cho con chim bố này.
cái bản năng sinh tồn của loài vật đó, luôn luôn là có. Yeah. Nhưng mà anh dùng cái chữ chim bố làm tôi mắc cười quá. Chim trống, chim mái anh. Chim cha, chim mẹ, vui, dễ thương lắm. Thì đó, tại yeah. vì là như vậy. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan tới lại chuyện ở trong nước. Đó là cái khoảng cách, cái hố ngăn cách giàu nghèo đó. Nó càng ngày nó càng sai biệt. Ai giàu thì giàu, mà ai nghèo thì vẫn nghèo. Nhưng cái thành phần giàu đó đã được cho là bỏ ra tiền để mua một cái loại xe xịn Maybach nhiều hơn các quốc gia Đông Nam Á. Theo lời của ông Choi Duk-jun là tổng giám đốc của hãng xe Mercedes bên Việt Nam cho biết, trong vòng chưa đầy một năm, thương hiệu này đã bán hơn 150 chiếc Maybach. Đây là doanh thu tốt nhất và cao nhất tại cả khu vực Đông Nam Á. Hiện tại ông cho biết thị trường Việt Nam có tổng cộng 3 phiên bản của loại Mercedes Maybach loại S400 tự động, loại S500 tự động và S600 tự động, tức là loại mắc nhất. Kết cục trong cái bản báo cáo năm 2017 vừa qua, Mercedes-Benz ở Việt Nam đã bán trên 150 chiếc Maybach cho khách hàng. Ông Tổng Giám đốc bày tỏ sự ngạc nhiên bởi vì đây là doanh số lớn đối với lại thị trường như tại Việt Nam. Ông cho biết đây cũng là doanh thu bán ra nhiều nhất tại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cũng trong năm 2017, tin cho biết là Mercedes Việt Nam đã bán ra 500 loại xe S-Class, tức là loại bình thường, đưa nâng cái tổng số xe tiêu thụ lên bảng tới 650 chiếc xe Mercedes và chiếm tỷ lệ 10% số lượng xe bán ra của thương hiệu này ở tại thị trường Việt Nam. Thế mới thấy là ai giàu thì vẫn giàu, mà ai nghèo thì vẫn nghèo. Xe láng có ha. Đây cũng là một cái bản tin xảy ra ở trong nước mà cũng dở khóc dở cười. Thưa quý vị, vào chiều ngày 6 tháng 4 giờ của Việt Nam, ở tại tỉnh Long An, phường 3, thành phố Tân An, có một cái sự việc xảy ra rất là dở khóc dở cười. Đó là có một bệnh nhân năm nay 84 tuổi được con cái đưa vào bệnh viện bởi vì bị một cái bệnh gì đó mà ta không nói rõ, rất là nặng, và người ta đoán là rất khó để có thể qua khỏi. Thì khi mà người mẹ còn đang nằm ở trong giường bệnh để mà chăm sóc đặc biệt đó, thì hai người con là hai anh em, một trai một gái, đưa người mẹ đi bệnh viện đó, đã nói chuyện với nhau khi mà ngồi ở ngoài chờ đợi. Và khi mà hai người nói chuyện đó thì người ta mới nghe được là hai người này đang dành nhau để tổ chức đám tang cho bà cụ. Mặc dù mẹ mình chưa chết nha, nhưng mà họ đang tính cái chuyện là lên chương trình để làm đám tang. Một bên đó thì nói rằng là tôi là con trai, thành ra là mẹ là phải để tôi mang về, tôi chôn cất, tôi làm đám tang mới đúng, tại vì huynh thế phụ mà. Rồi người phụ nữ đó thì nói rằng là không, mẹ là sống với lại tôi trong suốt thời gian gần đây, cho nên là bất cứ cái gì chi trả tôi cũng đã đều dùng tiền bạc của tôi ra tôi lo cho mẹ, thì cái quyền mà tổ chức đám tang cho mẹ đó là quyền của tôi. Hai anh em gây gỗ với nhau, dành nhau để làm đám tang cho bà cụ, cuối cùng gần như là xảy ra ẩu đả khi mà hai người đã nói quá nhiều rồi, không ai chịu nhường ai, thành ra mới động cẳng chân hà cẳng tay. Thì rất là may với bảo vệ của khu vực này, họ đã đến để họ can thiệp và họ đã can hai người này ra. Cuối cùng thì thưa quý vị, bà cụ đã trải qua được cái thời gian nguy hiểm và bây giờ bà đã tỉnh lại rồi, hiện bây giờ đang được điều trị để hy vọng có thể trở về nhà. Cái vấn đề này họ không có nói rõ lý do tại sao hai anh em lại dành nhau để mà làm đám tang. Tuy nhiên có những cái lời bình luận sau đó thì họ nói rằng là có lẽ là của cải gì đó của bà cụ này để lại thì chắc là phải tỏ ra làm sao đó để mà giành cái quyền để mà được thừa kế cái tài sản nào đó, thành ra ai cũng dành cả. Thì không biết là sự việc thực sự như sao, nhưng mà dành nhau để mà tổ chức đám tang trong khi mẹ mình đang nằm chữa bệnh ở đó thì cũng thấy rất lạ. Cái bình luận ở trên qua cái bản tin đó thì chúng ta không có cơ sở để biết đúng là rồi. Hai anh em, hai chị em có tranh chấp về tài sản hay không. Nhưng mà nếu chỉ để là bày tỏ cho thấy là cái lòng hiếu thảo của người con muốn làm ma chay chôn cất người mẹ đàng hoàng thì cái điều đó tốt chứ không phải là không. Còn nếu mà tranh chấp về tài sản thì cái đó hết bản. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao ok thì bây giờ mẹ mất, nếu mà là mẹ có mất thì bây giờ nhà ai cũng vậy, để nhà anh nhà em cũng thế, thì mình tập hợp lại anh em phải bắt buộc phải
phải tập hợp lại với nhau để lo ma chay cho mẹ chứ đâu cần phải giành giật làm gì, anh thấy không? Cái nghi vấn nó có cái vấn đề ở chỗ đó. Đúng, yeah. Cái nghi vấn nó nằm ở đó thôi. Dạ. Vâng. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Feature News với anh Vũ Kiểm và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào, cảm ơn anh Vũ Kiểm. Dạ, xin kính chào quý vị. Cảm ơn anh Trương. Vâng.